Quý đại diện lãnh đạo các ban của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, hòa chung không khí của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đan Phượng đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024, kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đan Phượng lần thứ 20, chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên huyện và các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Phát huy truyền thống quê hương Đan Phượng anh hùng, thi đua phấn đấu hoàn thành các tiêu chí của nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, xây dựng huyện theo hướng xanh, văn minh, văn hiến. Hôm nay về dự với triển lãm trưng bày cây cảnh, lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu khách quý lời kính chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe, chúc chương trình của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, hoạt động của câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật huyện Đan Phượng là một trong số các tổ chức hoạt động để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện nhà, góp phần sớm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội mà nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 24 đã đề ra. Triển lãm cây cảnh nghệ thuật hôm nay với mục đích nhằm giao lưu, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và kết quả của các hoạt động cây cảnh nghệ thuật của huyện nhà nói chung, các xã nói riêng, thông qua triển lãm để khuyến khích phong trào phát triển kinh tế sinh vật cảnh, giúp người dân, các hội viên làm giàu bền vững, tham gia tích cực việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi, góp phần để cải thiện môi trường, làm đẹp làng, xóm, cộng đồng dân cư, xây dựng huyện thành đô thị xanh, văn minh, văn hiến, hợp tác, liên kết với tổ chức hội, các cá nhân trong và ngoài huyện để phát triển hoạt động của câu lạc bộ ở mức cao hơn trên địa bàn huyện nhà và toàn thành phố Hà Nội, và giao lưu tiêu thụ sản phẩm sinh vật cảnh cùng với các vùng miền trong cả nước. Kính thưa các quý vị đại biểu, đến với triển lãm cây cảnh nghệ thuật hôm nay có rất nhiều các sản phẩm hoạt động để triển lãm trưng bày với sự thu hút đông đảo của gần 100 nhà vườn, nghệ nhân trong huyện và 8 tỉnh thành, đơn vị đã có trên 500 tác phẩm nghệ thuật để trưng bày, gồm các loại cây cảnh, cây phôi, cây hoa các loại như các quý vị đã chứng kiến. Tại triển lãm trưng bày cây cảnh nghệ thuật hôm nay, tôi nhận thấy đây là dịp để các sản phẩm sinh vật cảnh có giá trị được trưng bày triển lãm, tôn vinh các nghệ nhân sinh vật cảnh để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và kết quả phong trào hoạt động sinh vật cảnh của huyện nhà nói riêng và sinh vật cảnh nói chung. Đây là dịp để tạo sân chơi bổ ích cho các nghệ nhân cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, kết nối giao lưu thương mại, thúc đẩy thị trường sinh vật cảnh phát triển. Đồng thời, tạo điều kiện để nhân dân tham quan, thưởng lãm các tác phẩm đặc sắc của các nghệ nhân trong và ngoài huyện, mang đến cho người xem những nét tươi mới, độc đáo của các vùng miền, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào phát triển sinh vật cảnh trên địa bàn huyện nhà nói riêng và của các tỉnh thành nói chung trong thời gian tới. Kính thưa các quý vị đại biểu, rất vinh dự cho huyện Đan Phượng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội lựa chọn là đơn vị đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc khối huyện thị nhiệm kỳ 2024-2029 trong thành phố Hà Nội, và đại hội sẽ được diễn ra trong 2 ngày là ngày mùng 10, ngày 11 tháng 4 năm 2024 tại khu trung tâm văn hóa thông tin thể thao của huyện. Hôm nay, chương trình triển lãm cây cảnh nghệ thuật lần thứ nhất là hoạt động phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc huyện và tổ chức thành viên là huyện đoàn, trong đó có Hội Liên hiệp Thanh niên huyện nhà. Tôi trân trọng cảm ơn và trân quý những tình cảm sâu sắc của các nghệ nhân vào từng tác phẩm. Kính mong các nghệ nhân luôn mạnh khỏe,
có những sáng tạo mới hơn trong các tác phẩm của mình. Trước khi ngừng lời, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu về dự hội nghị hôm nay tràn đầy sức khỏe, gia đình hạnh phúc, ăn hang và thịnh vượng. Chúc câu lạc bộ nói riêng, chúc hoạt động của câu lạc bộ huyện nhà và các tỉnh thành phố tới đây sẽ có nhiều tác phẩm nghệ thuật hơn nữa để phục vụ công chúng. Xin trân trọng cảm ơn.